quả hôm nay nè. Cá đó bự không? Trời ơi, khỉa rồi. Em cuộc sống xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay em đi Cần Giờ chơi đó anh em. Sẵn đây em quay video chia sẻ với anh em xem video vui nha. Thì bữa nay em không chia sẻ xe anh em à. Em đây em đi Cần Giờ bên nhà ông chú chơi, đi bữa nay đi lưới đi kéo cá rồi nè cả nhà. À, anh em xem video thấy có hay cho em một like và đăng ký kênh ủng hộ nha. Em chân thành cảm ơn tất cả anh em nhiều nha. Đây anh em, này có mấy em đang bắt cua anh em. Còn ở ngoài kia thì có mấy anh em đang thả lưới. Dở hơi dở lên hết rồi, có em dở đi từ lại mà đừng có cua đi cẩm đâu, lộn với tưởng nó cua chứ. Đây có con dạm nè, nè nè con dạm mà bỏ lên dạm nhỏ chứ. À, nướng ngon lắm á, bắt không đi. Mình giờ mình đụng con gì là mình chết bắt gì không? Thôi có đâu. Không biết chết rồi. Không có chết, nó sống á. Sống không? Nó càng như vậy. Không, nó càng đâu. Cái đó bằng khí hay gì á? Anh em. Đau hư. Đâu ở đâu nữa. Tao là người nông dân đó. Đào dỡ lên coi. Dỡ lên. Dỡ lên em. Bánh ra cho tao coi em. Cao nữa không? Đây là thành quả hôm nay nè. Cá đó bự không? Trời
ơi, bà khía rồi. Đây anh em ơi, đây là thành quả của anh em tôi nè, nướng chui nè, cá nướng chui nha anh em. À, nướng chui đây, Minh ca ca. Hello bạn, hello nè nha, hôm nay tôi rất là xỉn nữa. Con chào hai trăm anh em đi con. Chào mấy chú, đang ăn chay mà nghĩ tôi buổi chiều ăn món ngon hàng không? Chịu không nổi, cái nước, cái chưa. Chào anh, chào anh. Quá ngon, ok quá ngon em. Nói chung là mày hát đi, sao mày muốn anh ly ly?